đừng có thấy người ta quảng cáo trên mạng xem hết quá, không có biết gì về vật lý hết, cho mà đặt hai cây vẽ cầu phím đồ. Rồi đi mua cái cây này về, xong cái dùng tầm bậy tầm bạ, té sắp mặt rồi cái quay ra chữ. Cái này là một ví dụ minh họa nè, cái bát là họ làm té sắp mặt nè, cứng quá trời cứng rồi, dặn không có nhúc nhích gì luôn. Còn nước lấy kìm này cắt thôi. Giờ tôi kiểm tra lại một lần nữa cho mấy ông coi nè. Bên này rút kinh nghiệm rồi, đeo cái nút giảm thanh này vào mới được. Mang luôn cái kính, để lên vào. Lại chỗ gần góc nó đủ nè. Thêm cây nữa nha. Lấy sắt ra. Lấy cây đu đủ làm điểm tựa và đứng lên nhúng nè. Nó có sao đâu.